Hôm nay là ngày thứ 90 đúng, 24 tháng 2 và 24 tháng 5, 90 ngày chiến tranh Ukraine để lại không biết bao nhiêu những cái tệ hại từ chiến tranh, người chết, thiệt hại. Và Putin vẫn tiếp tục giữ vững cái lập trường điên cuồng để chiếm miền đông của Ukraine cho bằng được. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là thành phố đã được quân Nga chiếm giữ Mariupol. Và tin tức sáng ngày hôm nay cho biết, mặc dù chiếm giữ thành phố này nhưng mà người dân Ukraine vẫn ở đây. Một số những công nhân của Ukraine vẫn làm việc và họ tiếp tục đi tìm những nạn nhân chiến tranh sau khi đã vãn hồi trật tự tại Mariupol, khi mà lực lượng vũ trang Ukraine cả ngàn người đã đầu hàng. Và hiện nay họ được đưa về miền đông của Ukraine để giam cầm. Tại một căn chung cư ở dưới hầm, nơi có rất nhiều người đã xuống dưới đây trú ẩn khi mà quân Nga dội bom. Thì sáng ngày hôm nay, công nhân đào bới tìm thi thể nạn nhân cho biết họ tìm thấy 200 xác người trong một căn chung cư ở Mariupol. Còn bởi vì cái cuộc chiến này nó kéo dài tới 90 ngày, thưa quý vị, ở tại Mariupol này, đúng ra là khoảng 85 ngày, khi mà những ngày cuối cùng là lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng. Xác này chết khi nào thì họ đang tiến trình khảo nghiệm tử thi, nhưng mà công nhân Ukraine cho biết 200 xác này đã sình thối ở dưới hầm. Thì quý vị tưởng tượng những người mà phải xuống dưới hầm này mang từng xác người ra và mất cả bao nhiêu thời gian sắp tới để có thể xác định được xác của những thi thể này là ai. Tính đến giờ phút này đó, ít nhất là cả 10.000 người dân Ukraine đã thiệt mạng, bên phía Nga cũng thiệt mạng cả chục ngàn binh sĩ, hơn 6 triệu người đã phải tản cư, di tản ra khỏi Ukraine vì cuộc chiến mà chưa kết thúc vào ngày hôm nay. Sau khi ông cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới thời chiến tranh Việt Nam Henry Kissinger vào sáng ngày hôm nay tuyên bố Ukraine cần phải nhường một phần lãnh thổ nếu muốn đạt được hòa bình, thì cái tờ tuyên bố này nó đi hoàn toàn đi ngược lại với lập trường của phía Zelensky Ukraine, lập trường của những người Ukraine về kể cả chính phủ Hoa Kỳ cũng như châu Âu trong thời gian qua.